Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay buổi chiều tôi đi làm về đây, đưa mọi người đi ra siêu thị mua đồ ăn với mình này. Vừa đi làm về cũng chưa tắm rửa gì cả rồi, cũng thấy hết đồ ăn rồi, để phòng xe ra chở mua ít đồ về. Siêu thị này thì lần trước mình hầu như cũng đi ăn nhiều rồi, còn bên này còn Đại Xô này, còn Đồng Gia Tam Yên, còn Mỹ Phẩm này. Bên này ngoài này bãi đổ xe. Mọi người cũng đi làm về đi mua đồ ăn cho mình đây, xe đạp dừng đây. Hồng này mọi người, mùa này mua hồng này, hồng nhiều chứ, hồng một quả 74 120.000, 130.000 một quả này. Đang vào vụ thu hoạch hồng ấy, hồng tươi này, rồi hồng khô này, đủ các loại này. Rồi rẻ nữa, rẻ ra ngoài biển rừng nhặt cũng đầy. Bên này loài hồng khác nữa, hồng phú sĩ. Quả bên này gần 30.000. Cam, quả vả. Kiwi này, quả kiwi này. Kiwi 150.000 một quả. Tao. Mình sẽ đi vào lấy đồ luôn này, đi về giờ cũng đói rồi. Rau mình sẽ lấy một túi rau đây. Rau chân vịt này. Khoai lang này mọi người, bàn ngoài siêu thị đây một củ như thế này, nhỏ nhỏ này, vẫn 40.000 đấy, 30.000, gần 30.000. Rồi ở đây cô rễ cây ngưu bàng này mọi người, mình lần trước cũng quay video về rễ cây ngưu bàng đấy, dài như thế này, hai cây một túi cũng gần 40.000. Đây cây ngưu bàng. Rồi củ tử nữa. Củ khoai tử. Đây. Củ khoai tử này. Đây, Nagaimo. Một khúc như thế này ấy. Và gần 50.000 ấy. Đây một túi rau sông. Đây một túi ớt này. Đây bên này tươi hơn. 5 quả ớt. 5 quả hơn mỗi quả là cũng 2-3 là 6-7 nghìn một quả. Rồi dây chuột ở Nhật này, dây chuột. Quả dây chuột nhỏ nhỏ đây này mà cũng 7-8 nghìn đấy. Bắp cải. Qua đây là một ít chuối nữa.
Thì người ta cũng mùa này đang mùa khoái, cũng bán khoai lang, khoai lang đường trong siêu thị đấy. À, một củ khoai lang đường trong này, lón đường này. Củ cũng gần gần 40.000, 35.000 luôn rồi. Bọn mình thì khoai đấy rồi, nên là khoai không phải đi mua, tích ăn thì từ nương hoặc là luộc. Đây có quả cà chua nữa, chua gì gì đấy mà bán này. Có mấy quả nữa. Đây mà cũng gần 60.000 một hộp. Còn bên này thì rẻ hơn. Cà chua bi. Cà chua bi bọn mình cũng đang vẫn đang còn cà chua bi. Rồi đợt vừa rồi cũng thấy mấy người bảo ở đây có một gian đồ Việt với mới mở bàn đấy, bàn sướng thỏ này, nó đạt lắm, 36 gần 70.000, gần 80.000. Rồi nước mắm chín xu nữa đây, chín xu này ra đây này. Một loại chín xu nữa. Rồi mấy hàng gian hàng tàu xem có gì nữa, phở này, phở bún này, không hoa chất này, miên giống này, bánh phở này, bún gạo này, bún bò Huế, bún tươi này. Rồi nước mắm nữa, mắm một chai chín xu 750 lít và hơn 100.000, 120. Rồi mấy loại đồ của hàng tàu nữa. Này bánh tráng Việt Nam. Nhưng mà ở đấy bán đắt lắm, còn mình thì đi làm thuê ở bên này thì những chỗ nào mà bán rẻ rẻ thì cũng sản phẩm chất lượng thì chỗ nào rẻ thì mua. Đây này, tàu đỏ xì khô này, tàu này. Từ này cũng gần, gần 80.000, 90.000. Mình đây một gói mì, cái này mì xào thập cẩm này, cũng khá là ngon, cũng hay ăn. Một loại mì udon trắng nữa. Bánh cà, cà hồi. Cà hồi thì tươi ngon lắm. Sẽ lấy một cây này đi. Sashimi, sashimi cá thì rất là nhiều. Cá cơm, cá bông này. Cá diêu hồng, cá thu, tinh cá hồi, sake, sáng nay mua một ít cá thú mà không có cá thú nữa mọi người. Đi buổi chiều tôi thì ít lắm, trong ngày người ta bán hết rồi, còn cá thú đáo thôi. Đáo mình sẽ lấy hai con, nhưng mà bên này thấy có cay rồi này. Mình sẽ lấy một cái cá thú đáo. Mọi người cũng lấy cá thú đáo. Tôm, hàu này. Đây, đây thịt cá heo đây. Đi được cả thịt cá heo này. Mình cũng chưa ăn mấy cái loại này bao giờ cả. Rồi lòng cá. Namasake, rồi ghẹ. Cà hồi thì rất là nhiều. Thịt bò này. Mình cũng đi mua nhanh để về thôi. Ở đấy thì đồ ăn thì mình cũng mua thì cũng hầu như là tuần nào cũng rất giống nhau cả. Mua ăn rồi có hôm nào thấy món mới thì đổi thôi.
Còn không thì cũng mua thịt cá bình thường. Thịt lợn về kho. Đấy cũng bàn tim cật gì đây đầy đủ cả trong siêu thị, nhưng mà giá cả bên này thì hơi đắt. Gan, lòng bò, lòng sấu dừa. Đây một cái chân gà này đấy. Đây mì udon mình hay ăn sáng đấy. Mì udon, cái này cũng rẻ lắm các. Cái này cái mì xào, cái này xào rau củ quả, xào lách, xào bắp cải, bắp rốt gì đấy. Đây là hộp sữa tươi. Rồi giờ đi làm về muộn rồi, mình cũng sẽ lấy cơm hộp luôn. Cơm hộp thì người ta không bày bán này, có pizza này, thì gà ăn, gà nướng kiểu pizza ăn. Mình xem coi gì ngon thì lấy về ăn luôn. Gà rán, cái này cũng gà, vì rất gà. Mực nhiều quá thì không biết ăn cái gì đấy. Qua quầy cơm hộp, sẽ lấy cơm hộp ở đây này. Đây lấy sụp tôm này đi. Hơi đắt. Đây sụp cơm này đi. Cũng sắp Giáng sinh rồi mọi người. Ở trong bãi bàn những cái đồ đồ gì đấy, đồ bánh kẹo, đồ Giáng sinh này mới đi chết mất. Ở bên này nữa, bánh kem, bánh cái chi, chi dừ. Đây mấy đồ trang trí ông già Noel để chuẩn bị sắp Noel này. Qua đây lấy một ít sữa chua nữa. Có loại sữa chua cũng mới ra đây, loại sữa chua cây quả kiwi đấy, cũng rất là ngon. Một loại nữa thì trái cây mình hay ăn. Đủ các loại mix ở đó. Phôi rất là nhiều. Nhiều hoa quả, nho, đào, tàu, việt quất. Mình lấy loại này đào với lại kiwi. Để một cái trứng nữa. Trứng thì cũng có đợt lên xuống, giá cả lên xuống mọi người. Có lúc có 137 yên thôi, bây giờ 198 yên này. Cũng tùy lúc. 40.000 một cây, giờ là 40.000 một cây đấy. Đấy có. Ở bên này cũng có nhiều loại trứng gà khác nữa. Tùy theo loại, tùy theo giá. Mình sẽ qua đây đưa mọi người qua đây lấy một túi gạo nữa. Cũng gạo cũng hết rồi. Ở đây cũng có rất nhiều loại gạo đây. Loại bì lớn này, 30 cân này. Cũng tùy loại gạo, tùy loại giá giống nhau, giá cả khác nhau. Cái này 1.6 triệu này. 30 cân. Rồi một số loại bên này nữa. Mình thì cũng chọn cái loại nào rẻ rẻ thôi, 10 cân gì đây. Hồi trước thì hầu như là mình đặt online, nhưng mà giờ thì cũng hết rồi thì thôi, mua ở siêu thị đây luôn. Xem có loại gạo nào không. Mình sẽ lấy một túi 5 cân ăn trước à mọi người. Cái này 5 cân là 300.000. 300.000. Lúc nào hết thì chắc là về đặt.
đặt online thì rẻ hơn, nhưng mà cũng tùy lấy gạo, tiền nào thì cuốn đây thôi. Gạo ngon mà đòi rẻ thì không có đâu. Đồ đạc thì mình cũng mua gần trong rồi, nhưng mà mình quay thì quay mọi người ít thôi, cũng mua cả là nhiều. Bánh kẹo này, rau này, bánh kẹo thì ăn đi giữa buổi. Đây, gạo mấy đồ ăn ngày mai luôn, trưa mai. Rồi ở đây coi may mà mình có một cái thẻ tích điểm ở siêu thị đây mọi người. Hôm nay thì ngày 12 tháng 11 có số điểm, số thẻ tích, điểm tích trong thẻ sẽ là gấp đôi đấy. Đây, Nibai, ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi. Mình cái thẻ tích điểm của mình đây, của siêu thị này đây. Mình xem cho mọi người xem tích được bao nhiêu điểm trong thẻ này. Đây, 846. Thì mình sẽ rút cái tiền này. Cái này thẻ này thì mình cũng có thể cho tiền vào đây được luôn nhé. Mình cho tiền vào đây cho mọi người xem luôn này. Đây, để thẻ đây. Để thẻ đây nó hiển thị luôn này. Đấy. Đấy. Mình cho tiền vào đây. Là tí đem ra thanh toán ở ngoài quầy luôn. À, phải bấm minút này. Again Kintaji cho tiền vào đó. Rồi. Đấy. Again Kintaji. Đấy. À, chỉ cho được tôi thiểu là 4 mán chín thôi. Đây, mình cho một mán vào. Đấy. Chà gì qua đi. Là trong thẻ này mình có một mán này. Đấy, tin là mình đã thanh toán, mình thanh toán bằng thẻ này cũng được. Hoặc thanh toán bằng tiền mặt cũng được. Đấy, mình giờ sẽ ra thanh toán này. À, mình rút cái... mình sẽ rút cái điểm, số điểm tích, số điểm trong thẻ đó. Đây, Cointo Pokan 946 yên. Đây, mình sẽ toàn bộ luôn này, 946 yên. 500 kết đây. Nó chia làm hai lần. 500 yên. Đây, mình có 500 yên. Rút hết xem có rút được không. Cái này thì đến lúc 500 yên mới rút được mọi người. Còn dưới đang còn lúc này mình có 500 mấy yên ấy. Thì ngày hôm nay được nhân đôi, được 900 mấy yên. Thì giờ còn 446 yên ấy. Thì đợi đến lúc nào 500 yên, đủ 500 yên thì mình sẽ rút được tiếp này. Bây giờ mình sẽ đem ra thanh toán ngoài quầy cho một người xem. Cái này thì làm thẻ tích điểm ở siêu thị này thì làm free thôi. Ai muốn làm thì có thể, ai Nhật mà có siêu thị thì đến những quầy dịch vụ ấy, người ta sẽ hướng dẫn cho mình. Bây giờ mình sẽ thanh toán cho mọi người xem. Hey, iso desu. Đây, cái tam trên mây đây mọi người. À, mình sẽ thanh toán bằng thẻ này. Ê, Kojika đi, hả đây. À tô, point no. Point tsukai masu? Hai. Point koukan sarete masu ne. Hai. 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 Mình sẽ xếp đồ vào thùng đó, rồi tí nữa thì mình quay cái phiếu cho mọi người xem một tí rồi đi về. Cái đồ đây, cái tên là dưới đây. Mình đi lại cái đầu ở chỗ ta hay nghỉ ăn cơm rồi uống nước ở đây, trong siêu thị ấy. Thùng đồ ăn thì mình cũng đong ở trong này đây. Mình có em một cái kiểu
lúc này thanh toán cái thẻ thẻ tích điểm ấy. Đây cái phiếu lúc này mình mua hàng đây mọi người. 18.954 yên này. Đây, mình cho vào một man này trong thẻ. Để trừ đi 500 yên lúc này mình thanh toán mình rút cái điểm thưởng ấy. Thẻ tích điểm ấy. Đây. 500 yên thì trừ đi 500 yên còn 8454 thì lúc này mình cho vào một man rồi. Thì còn một trên 546 nữa. Cái này thì vẫn có hạn này nên tháng 12 ngày 12/11/2026 còn 345 nữa. Alo. Đấy, cái này thì điểm tích điểm này. Lúc này mình mua đồ tích được thêm gần 50 điểm hơn 50 điểm nữa. Đây. Nói chung là hầu như ở bên này đi mua xăm cái gì ấy thì cũng có thẻ tích điểm cả, mua hàng online hoặc mua hàng trực tiếp ở ngoài cửa siêu thị ấy, hoặc là thanh toán có thẻ Visa gì đấy. Rồi giờ mình cũng ra chất đồ để về đây. Đây, phòng xe đạp này. Có xe đạp thôi. Giờ mình cũng thôi, giờ xếp đồ rồi về ăn cơm đây. Đang lẽ là ăn ở đây nhưng mà thôi. Mình cũng về tắm rửa nữa rồi hôm lại được cơm hộp mua đây thôi. Rồi ăn cơm, rồi nghỉ rồi mai lại tiếp tục đi cày. Tôi mình cũng chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.